Sau sự ra đi của loài tê giác mục sừng vào năm 2011, sẽ có thêm nhiều loài động vật ở Việt Nam biến mất hoàn toàn nếu không được bảo vệ hợp lý. Hiện tại ở Việt Nam có một số loài động vật đang trong tình trạng báo động đỏ. Những loài vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí một số tưởng như đã tuyệt chủng vì nạn săn bắn, mua bán trái phép hay quá trình biến đổi khí hậu cũng đang đẩy chúng vào cửa tử. Trong video ngày hôm nay, Ulrich Sa sẽ cùng các bạn điểm qua 11 loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng tại Việt Nam nhé. Vì thông tin về các loài này tương đối nhiều, đồng nghĩa với việc video sẽ rất dài, nên các bạn hãy xem đến cuối video để không bỏ sót những thông tin quan trọng nào nhé. Số 11. Bò tót. Bò tót, có tên khoa học là Bos gaurus, là một loài động vật thuộc bộ guốc trắng Artiodactyla, họ châu bò Bovidae, có lông màu sẫm và kích thước lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng đồi núi Ấn Độ và Đông Nam Á. Tên gọi khác của bò tót là bò rừng Mã Lai hay bò rừng Bison Ấn Độ. Bò tót ở Việt Nam được xếp vào nhóm bò tót Đông Dương hay bò tót Đông Nam Á, được sách đỏ thế giới xếp vào nhóm động vật quý hiếm loại 1B, bảo tồn ở mức sắp nguy cấp. Đây cũng là một giống bò to nhất trong họ nhà bò, với chiều cao lên đến 2m, nặng gần 2 tấn, đầu to, trán dẹt hơi lõm, có đốm lông trắng trên trán, đỉnh trán giữa hai sừng nhô cao, sừng to khỏe, cân đối, uốn cong lên phía trên tạo hình vòng cung bán nguyệt, mút sừng nhọn đen bóng, gốc sừng màu vàng xám. Đáng tiếc, đây cũng là giống bò bị tàn sát nhiều nhất. Bò tót sống ở rừng già thường xanh, rừng khộp, rừng hổm giao che nứa, rừng tử sinh địa hình tương đối bằng ở độ cao 500-1500m so với mực nước biển. Sống thành từng đàn từ 5-10 con, có một số đàn có lên đến 20-30 con. Đôi khi cũng gặp những cá thể sống đơn lẻ lẫn với đàn bò rừng. Hiện tại ở Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con, phân bố tại các vườn quốc gia ở Lào Cai, Kon Tum hay Lâm Đồng. Những đàn bò này đang đứng trước hiểm họa diệt vong vì rừng bị tàn phá nặng nề, nạn săn bắn lậu diễn ra liên tục. Loại bò quý hiếm này đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với việc cấm săn bắn, bẫy bắt hay buôn bán, cần cấm khai thác rừng ở những vùng bò tót sinh sống để bảo vệ nơi ở cho loài này. Số 10. Hổ. Hổ sống ở vùng Đông Nam Á gồm cả Việt Nam, thuộc phân họ hổ Đông Dương, thuộc họ mèo Felidae, có kích thước nhỏ hơn các phân loại khác. Kích cỡ lớn nhất trong họ có thể nặng từ 200-250 kg, nền lông vàng hoặc vàng sáng, phần bụng trắng, mặt và dọc thân có nhiều sọc đen. Thế giới có 5 phân họ loài hổ, do bị săn bắn, số lượng các loài hổ giảm mạnh, chỉ còn khoảng vài chục cá thể sinh sống tại các khu rừng của Việt Nam. Dấu hiệu sinh sản của loài động vật họ mèo này đã không còn được ghi nhận nhiều trong những năm gần đây. Hiện tại thì các cá thể hổ còn sót lại đã được nhà chức trách nuôi trong chuồng nhằm duy trì tình trạng sống sót của chúng, tránh nạn săn bắt động vật quý hiếm. Hiện tại chỉ còn khoảng 5 cá thể tồn tại ngoài tự nhiên. Đã nhiều năm trôi qua kể từ năm 1990, tại Việt Nam không có thêm bất kỳ ghi nhận nào mới về dấu hiệu của hổ ngoài tự nhiên. Nhiều chuyên gia cho rằng tại Việt Nam loài hổ đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Theo giám đốc một vườn quốc gia cho biết, lâu lắm rồi ông và các đồng nghiệp không nhận được thông báo về vết chân hay những lần gia súc bị loài hổ ăn thịt như trước. Hổ hoang dã Việt Nam có thể đã biến mất. Nếu có thì chúng thường phân bố ở những khu vực giáp biên giới với Lào và Campuchia, từ Nghệ An đến Quảng Nam, Chư Mon Ray, Kon Tum, Bù Gia Mập, Bình Phước. Nhưng tần suất xuất hiện của loài rất ít và gần như là không có. Số 9. Sao la. Sao la là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới, sinh sống ở vùng núi rừng hẻo lánh ở dãy Trường Sơn tại Việt Nam và Lào. Sao la là loài có nguy cơ tuyệt chủng tự nhiên rất cao, được xếp hạng ở mức nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới IUCN và trong sách đỏ của Việt Nam. Kích thước cỡ lớn, thân dài từ 1,3-1,5m, trọng lượng từ 80-120kg, đầu màu nâu sẫm, có những vạch trắng hoặc đen nhạt, mặt màu nâu sẫm hay nâu đỏ nhạt. Cả đực và cái đều có các sọc trắng ở trên và dưới mắt, nhiều vạch trắng ở cằm và cổ, mặt sau tai màu nâu, phần lưng màu nâu, hai bên sườn có vạch trắng nhạt phân cách lưng và các chân màu đen nhạt, bộ lông mềm mượt có các xoáy ở giữa mũi, hai bên cổ và hai vai, ngay trên móng guốc có vòng trắng ở cả bốn chân, sừng dài gần như thẳng không phân nhánh, mũi sừng nhọn nhẵn bóng, lỗ sừng kéo dài tới mút sừng. Sao la được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992. Vào thời điểm đó, việc phát hiện sao la đã gây chấn động trên toàn thế giới vì việc phát hiện ra một loài động vật lớn vào giai đoạn thế kỷ 20 là rất khó xảy ra. Với cuộc sống bấp bênh của mình,
loài động vật này được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao ở Việt Nam. Hiện tại chỉ còn 50-60 cá thể được nuôi dưỡng tại các vườn quốc gia. Việc phát hiện và tìm thấy một cá thể loài này mới đây khi nó có nguy cơ tuyệt chủng là những sự kiện quan trọng về động vật trên thế giới trong hơn 50 năm qua. Hiện các chuyên gia vẫn chưa thể đánh giá số lượng chính xác về các cá thể còn sinh sống. Tuy nhiên, họ cho rằng loài thú quý hiếm này có thể gặp những mối đe dọa đến từ môi trường sống và số lượng loài do nạn săn bắt trộm khi chúng có thể bị dính bẫy săn của các con vật khác như hươu, nai, lợn rừng của các tay thợ săn. Số 8. Hươu vàng. Hươu vàng là một loài động vật có vú trong họ hươu nai, bộ guốc chẳng. Loài này được Zimmermann mô tả vào năm 1780. Tại Việt Nam, hươu vàng sinh sống ở Tây Nguyên trong những khu vực đầm lầy của các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tổng số ở Việt Nam chỉ khoảng vài trăm con. Vì tình trạng nguy cơ tuyệt chủng, hươu vàng được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Đây là những loài hươu nai có kích thước tương đối nhỏ và có màu nâu hay màu vàng đậm tổng thể. Hươu vàng Việt Nam là một con vật đẹp, có tầm vóc nhỏ, chậm chạp và nặng nề. Nai cỡ trung bình, thân dài khoảng 1,3-1,5m, cao vây từ 66-74cm, trọng lượng tối đa có thể lên đến 50-60kg. Nhìn tổng thể, chúng có lông da màu vàng nâu hay màu hạt dẻ. Lông ở lưng dài, thô nhưng không tạo thành bờm. Ngực, bên trong đùi và bụng có màu trắng sáng hơn. Sừng nhỏ dài 37-50cm, mảnh ngắn, có 2-3 nhánh nhỏ hơn sừng nai, nhưng lớn và dài hơn sừng hoẳng, đế sừng ngắn hơn đế sừng hoẳng. Nhìn tổng thể, thân hình chúng cân đối, đầu ngắn, mắt to trong sáng, tai ngắn, cổ dài vừa phải, ngực to tròn và sâu nhất là ở những con đực. Đuôi ngắn, lông phần trên có màu hạt dẻ và phần dưới có màu trắng, hươu có bốn chân ngắn thon, mảnh, hình dáng thấp so với cấu trúc cơ thể con vật nhưng chắc chắn. Hươu vàng có màu sắc lông thay đổi theo mùa, từ màu hạt dẻ nhạt đến màu nâu bốn mượt rồi đến màu nâu sẫm vào mùa đông. Hươu cái có màu nhạt hơn con đực. Hươu vàng thay lông mỗi năm một lần, thời gian thay lông từ tháng 1 đến tháng 5. Trong thời gian thay lông, lông xù lên và rụng từng đốm lởm chởm không đều. Việc thay lông diễn ra đầu tiên ở vai, đùi, lưng và sau đó là toàn thân. Con đực thường thay lông sớm hơn con cái. Trong mùa động dục, con đực có màu lông sẫm bóng toàn thân và nhất là mặt ngoài của bốn chân. Hươu vàng phân bố tại một số khu vực của Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Số lượng chỉ còn vài trăm con nhưng hiện nay thì không còn dấu hiệu sinh sống của chúng. Các nhà sinh vật học đang đưa ra đánh giá có khả năng loài hươu sao này đã tuyệt chủng. Số 7. Vọc mũi hết. Vọc mũi hết là một loài động vật đặc biệt chỉ xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Tình trạng săn bắt quá mức, phá rừng lấy gỗ làm nương đang đẩy loài động vật này đến nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại chỉ còn khoảng 80 cá thể được nhóm FFI, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế phát hiện. Và theo ước tính của họ, còn khoảng 110 cá thể đang sinh sống ở Việt Nam. Chúng có bộ lông màu nâu đen, lông trên đầu và quanh mặt trắng nhạt, không có màu trên đỉnh đầu. Vùng ngực, bụng, mặt, trong chi trước và chi sau có màu trắng mờ. Mảng lông trắng này kéo chùm ra đến phía ngoài khuỷu tai, đuôi dài hơn hẳn, lông xù, vọc con mới đẻ lông màu nhạt. Vọc mũi hết là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới hiện nay và là loài đặc hữu của Việt Nam. Hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 200 cá thể vọc mũi hết. Riêng tỉnh Hà Giang đã có khoảng 180 cá thể. Vào năm 2002, một quần thể vọc mũi hết khoảng 60 con được phát hiện tại khu rừng Khao Ca, một trong 6 khu rừng đặc dụng của Hà Giang. Ngay sau đó, dự án bảo tồn vọc mũi hết được triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế FFI, giúp loài động vật này thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Vọc mũi hết có đặc điểm lông đen, cánh tay, đùi, mặt và đầu có màu trắng kem, cổ họng có mảng lông màu da cam. Những năm qua, tổ chức FFI và lực lượng kiểm lâm Hà Giang thường xuyên tuần tra, giám sát sinh học tại các địa bàn có sự tồn tại của vọc mũi hết, tiến hành thu thập số liệu đa dạng sinh học, kiểm soát, nắm bắt thông tin các hoạt động xâm hại đến sinh cảnh của vọc mũi hết. Số 6. Vọc đầu trắng. Theo Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, trên toàn cầu chỉ còn khoảng 60 cá thể vọc đầu trắng sinh sống. Các cá thể này đều tập trung tại Việt Nam, chính xác hơn là đảo Cát Bà, Hải Phòng, nơi rừng đang bị đe dọa nghiêm trọng từ các khu du lịch nghỉ dưỡng. Đặc điểm nhận dạng là bộ lông dày, sợi lông hơi thô cứng. Con trưởng thành có đầu, vai màu trắng vàng, vùng mông màu xám nhạt. Đầu có màu lông với gốc lông màu vàng nhạt, mút lông vớt xám, đuôi dài, thon, dày lông và màu đen. Con non mới sinh có lông màu vàng nhạt. Ngày 2 tháng 6 năm 2003, tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương,
lần đầu tiên trên thế giới một con vọc cát bà đã sinh được một con vọc con khỏe mạnh. Cặp vọc bố mẹ được lực lượng kiểm lâm cát bà cứu thoát từ tay thợ săn vào năm 1998 và 2000, sau đó đưa về nuôi dưỡng tại trung tâm cứu hộ linh trưởng. Hiện nay, số lượng loài này trong tự nhiên chỉ còn từ 50 đến 60 cá thể và chúng đang phải đối mặt với việc mất môi trường sinh sống từ các mối đe dọa lớn nhất, đó là nạn săn bắt trộm, việc phá rừng làm đất trồng trọt và sự phát triển du lịch ồ ạt tại đảo Cát Bà. Vọc đầu trắng cũng là một trong những loài gặp nguy hiểm, nhưng mức độ thấp hơn vọc Cát Bà. Giống như mọi thành viên của nhóm loài Jacypithecus francoisi, phân loài này có tập tính sống tập thể, kiếm ăn ban ngày trong các khu rừng đá vôi. Vọc đầu trắng sống ở rừng trên núi đá, giống vọc má trắng. Vọc đầu trắng sống thành đàn, số con trong đàn biến đổi từ 5 đến 15 con, trung bình 9,36 con. Vọc đầu trắng ngủ trên vách đá vào mùa nóng và vào trong hang vào mùa lạnh. Chúng thường chọn những vách đá dựng đứng, có nhiều hang nhỏ để làm nơi ngủ. Vọc đầu trắng kiếm ăn ngày 2 buổi, sáng và chiều. Cường độ kiếm ăn mạnh vào buổi sáng và giảm dần vào lúc 9 đến 10 giờ trưa. Hoạt động thầm lặng, di chuyển nhẹ nhàng cả trên cây lẫn mặt đất. Thức ăn là lá, quả cây rừng, không ăn động vật. Bước đầu đã ghi nhận được vọc đầu trắng ăn 74 loài thực vật thuộc 31 họ, trong đó có 54 loài vọc sử dụng lá chồi non, 34 loài được ăn quả, chưa gặp chúng ăn củ loài nào. Chưa có nghiên cứu về sinh sản của vọc đầu trắng, quan sát các đàn vọc đầu trắng qua nhiều năm ở đảo Cát Bà cho thấy chúng có khả năng sinh sản quanh năm nhưng tập trung nhất từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi lứa đẻ một con mới sinh có màu vàng. Số 5. Vọc mông trắng. Vọc mông trắng có danh pháp khoa học là Jacypithecus delacouri, là loài linh trưởng đặc hữu. Chỉ có phân bố tự nhiên ở Việt Nam, được Jean Theodore Delacour phát hiện vào năm 1903 và được Winfred Hudson Osgood mô tả vào năm 1932. Đầu năm 1990, một đợt điều tra rộng đã ghi nhận 19 quần thể với tổng số từ 50 đến 57 đàn và 281 đến 317 cá thể trong phạm vi khoảng 5.000 km2 ở miền Bắc Việt Nam. Các cuộc điều tra gần đây chỉ ra rằng loài này đã bị suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng quần thể và cá thể. Trong hơn một thập kỷ vừa qua, 8 đến 9 tiểu quần thể đã bị diệt vong. Tổng số cá thể của loài này trước cuộc điều tra được ước lượng trong tài liệu của Netler và Krogman vào năm 2014. Quần thể lớn thứ hai trên thế giới của vọc mông trắng cực kỳ nguy cấp, một tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới FFI tìm thấy tại Việt Nam. Vọc mông trắng là loài linh trưởng chỉ có ở Việt Nam, phân bố ở các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vọc quần đùi trắng hay vọc mông trắng là loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ khỉ cựu thế giới Cerobithecidae, bộ linh trưởng Primates, có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Vọc quần đùi trắng trên đỉnh đầu có màu lông màu đen, có vệt lông trắng khá rộng, hai bên má kéo dài lên phía trên vành tai. Do những hoạt động của con người như săn bắn, khai thác gỗ, khai thác đá, đốt than, loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với số lượng còn lại dưới 250 cá thể. Mặc dù bị đe dọa xóa sổ trong vòng một thập kỷ, các nhà khoa học giờ đây lại có hy vọng chúng có thể được giải cứu khỏi sự tuyệt chủng. Số 4. Cá sấu hoa cà. Cá sấu hoa cà hay còn được gọi là cá sấu nước mặn, thường sống ở các cửa sông. Cá sấu hoa cà thường dài khoảng 5-8 mét, trọng lượng trung bình khoảng 700-1,2 tấn trên một con. Loài cá sấu cái nhỏ hơn con đực, chiều dài không quá 4 mét trên một con. Cá sấu hoa cà tập trung nhiều ở Ấn Độ, Indonesia, khu vực cửa sông vùng Đông Nam Á. Chúng là những vận động viên bơi lội rất khỏe. Chúng có một cái đầu khá lớn, đặc trưng bởi hai gờ đỏ xuất phát từ mắt và kéo dài đến giữa mũi. Vảy lồi này hình trái xoan. Cá sấu hoa cà có con màu vàng nhạt, chúng mang những sọc chấm trên thân và đuôi. Cá sấu trưởng thành có màu sẫm hơn, màu nâu vàng đến màu xám, mặt bụng màu trắng hoặc vàng, các sọc xuất hiện ở phần dưới của thân nhưng không kéo dài đến hết bụng. Đuôi có màu xám với những vạch đen. Chúng sở hữu một bộ hàm cực khỏe với khoảng 64 đến 68 chiếc răng. Chỉ còn một số ít được nuôi trong vườn động vật do chúng đang bị săn bắt đến sắp tuyệt chủng. Cá sấu hoa cà là loài động vật thông minh có hành vi phức tạp. Thức ăn của cá sấu rất đa dạng. Chúng ăn những loài côn trùng nhỏ, động vật lưỡng cư, bò sát, giáp sát và những loài cá nhỏ. Cá sấu trưởng thành ăn cua, còng, rùa, rắn, chim, bò rừng, lợn loài và khỉ. Chúng sinh sản trong khu vực nước ngọt vào mùa ẩm ướt. Con đực đánh dấu lãnh địa của mình và bảo vệ lãnh địa này khi có một con cá sấu đực khác có ý xâm phạm. Cá sấu đực không có khả năng bảo vệ lãnh địa sẽ phải tìm một khúc sông khác. Cá sấu cái trưởng thành khi đạt từ 10 đến 12 năm tuổi, trong khi con đực có tuổi trưởng thành là 16 năm tuổi.
Cá sấu hoa cà đẻ trứng trung bình từ 40 đến 60 trứng, nhưng cũng có thể đẻ đến 90 trứng. Cá sấu con lớn lên trong các con sông trong suốt mùa ẩm ướt từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Cá sấu hoa cà là loài bò sát cỡ lớn, khác biệt với cá sấu sim ở phần đầu, chiều dài cơ thể tới 6 mét, mõm dài, có 2 gờ chạy từ mũi tới mắt, không có tấm sao chẵm, toàn thân phủ tấm sừng, những tấm sừng trên lưng cách nhau bởi màng da, đuôi cao, to và khỏe. Phía trên có 4 gờ, chân sau có màng bơi nối giữa các ngón, trên lưng màu vàng và xám xen kẽ với nhau. Số 3. Voi. Voi Việt Nam là quần thể voi sinh sống, phân bố tại Việt Nam, gắn bó với đời sống, lịch sử, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Voi Việt Nam thuộc nhóm voi châu Á và là loài động vật từng phân bố khắp các vùng miền ở Việt Nam, gắn bó với sản xuất, chiến đấu và văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, voi hoang dã đang trong tình trạng nguy ngập và chỉ xuất hiện ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk. Voi Việt Nam cũng giống như voi châu Á, cặp ngà voi rất dài. Thân cũng không lớn bằng các loài voi châu Phi, ăn các loài động thực vật chủ yếu là trái cây, thân các cây mềm như chuối, v.v. Kích thước rất lớn, có thể dài đến 6 mét. Môi trên và mũi phát triển thành vòi dài. Hai răng nanh lớn phát triển thành ngà, voi đực có 2 ngà, mỗi ngà dài tới 1,5 mét, nặng từ 15 đến 20 kg. Có 12 răng hàm, mỗi bên 3 cây, mọc xích nhau gần như một cái. Da dày, lông thưa, dài, cứng màu nâu xám, đôi khi là màu trắng. Với tốc độ giết để lấy lông đuôi, số lượng voi ở Việt Nam giảm với tốc độ chóng mặt. Nếu không có kế hoạch bảo tồn kịp thời thì loài động vật này sẽ biến mất khỏi bản đồ Việt Nam. Số lượng voi hiện tại tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên nước ta. Voi trong đời sống của các cộng đồng dân tộc vẫn rõ, không được đánh đập, nhục mạ voi. Khi voi mệt mỏi, ốm đau phải được chăm sóc, nghỉ ngơi và không được bóc lột sức lao động của voi quá mức. Phải ứng xử với voi như một thành viên trong cộng đồng. Người đồng bào Mờ Nông đã đưa vào luật tục bảo vệ voi cho cộng đồng buôn làng. Nó hình như cũng là tiếng nói chung cho cộng đồng trên các cao nguyên. Vào các thời điểm này, ngà voi được các quản tượng không để dài cặp ngà nữa, thì việc để thích ứng môi trường như tự vệ kẻ thù, đào đất không thể được. Các nguyên nhân cũng do sợ bị trộm cưa mất cặp ngà thì quản tượng phải cưa trước. Lông đuôi voi trong dân gian thường quan niệm rằng nó có thể trừ được ma quỷ, nên mọi người thường lấy lông đuôi voi để làm các đồ trang sức cho riêng mình. Đổi lại, lông đuôi voi bị người ta rút trộm rất nhiều. Voi càng ngày càng ít thì số lông ở phần đuôi cục ngủng tìm được con nào đầy đủ lông ở phần đuôi là rất khó. Ngày nay, voi có nhiều điều đáng lo ngại là việc sinh đẻ của loài voi trong thời gian gần đây là quá khiêm tốn. Nhất là đàn voi nhà có thể được coi là bị vô sinh vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chính như voi thiếu môi trường để sinh sống và sinh hoạt để di truyền nội giống. Voi bị khai thác phục vụ du lịch đến mức kiệt quệ, voi bị bệnh nhưng không có giải pháp điều trị. Số 2. Cò quăm cánh xanh. Cò quăm cánh xanh còn được biết đến với tên gọi khác là cò quăm vai trắng. Cò quăm cánh xanh là một trong những loài chim có kích thước lớn với chiều dài từ 75cm đến 85cm. Cò quăm cánh xanh là một trong những loài chim quý hiếm nhất trên thế giới. Loài chim này đã biến mất hoàn toàn khỏi những vườn chim ở miền Nam trong các năm gần đây. Hiện số lượng loài này ở Việt Nam còn rất ít và có nguy cơ cao là tuyệt chủng. Tại vườn quốc gia Cát Tiên, chúng đậu trên một vài gốc cây gỗ lớn trơ trụi, còn lại là bên bờ suối. Còn tại Hòn Trong, loài cò quăm cánh xanh kiếm ăn trên khu đồng cỏ ngập nước theo mùa, đất ruộng lúa sau thu hoạch có nước bề mặt. Đa phần cò quăm cánh xanh sống ở trong rừng cây thưa, ao hồ, đất ngập nước trũng hoặc các dòng sông chảy chậm trong rừng. Trên thế giới, cò quăm cánh xanh phân bố ở miền Bắc Campuchia, Đông Kalimantan của Indonesia và đồng bằng Nam Bộ, miền Nam nước Lào. Loài vật này có nguồn gen quý hiếm, bị suy giảm nghiêm trọng về số lượng, rất hiếm, hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước, khu vực và cả thế giới nên rất cần được bảo vệ. Ở nước ta, cò quăm cánh xanh đã biến mất hoàn toàn khỏi những vườn chim ở miền Nam trong các năm gần đây. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy ở vườn quốc gia Cát Tiên 3 cá thể trong các năm 1991 đến 1992 và Kiên Giang tại vùng đất ngập nước Hòn Trong gặp 2 cá thể vào năm 1999. Số lượng cò quăm cánh xanh ở Việt Nam chỉ còn rất ít do chúng bị mất nơi cư trú. Nhìn chung, vùng làm tổ, kiếm ăn của chúng bị quấy nhiễu, bị thu hẹp, chia cắt và suy giảm do nhiều hoạt động khác nhau của con người và sự khô hạn của thời tiết. Thậm chí, cò quăm cánh xanh còn được sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp ở mức cực kỳ nguy cấp. Loài cò này sắp có tên trong danh sách các loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Số 1. Rùa da. Là loài lớn nhất trong họ nhà rùa và là loài bò sát lớn thứ tư sau cá sấu. Được Hiệp hội Bảo vệ Động thực vật Thế giới coi là động vật quý hiếm nhất thế giới.
Nhìn sơ lược thì chúng giống các loài rùa biển khác, chỉ có kích thước lớn hơn và không có mai. Loài rùa này sống chủ yếu ở các vùng biển khu vực miền Trung. Chúng không có răng mà thay vào đó là các gai nhọn mọc trong miệng, giúp rùa giữ thức ăn lại. Thức ăn chủ yếu của nó là các loài sứa di chuyển chậm. Loài rùa này có kích thước rất lớn, thân bao phủ bởi một lớp da, mai có 6 gờ xương ở lưng, không có vảy. Đầu có dạng tam giác rộng, hàm trên có hai chỏm nổi lên rất rõ. Đôi chân bơi trước rất dài, không có vảy, không có móng vuốt. Ở mặt lưng màu đen, xen lẫn những vạch hoặc đốm trắng. Có khi trên cổ và chỗ tiếp giáp giữa chân bơi với thân có chấm màu hơi xanh hoặc hồng. Yếm có nhiều các sắc tố nhẹ, yếm nhỏ lồi lên bởi những chiếc xương. Rùa trưởng thành có trọng lượng khoảng 500 kg. Chiều dài bình quân của một con đực đạt 114 cm, con cái đạt 139 cm, nặng đến gần 500 kg. Chiều dài lớn nhất đạt đến 240 cm. Mỗi tổ trứng trung bình có từ 80 đến 90 trứng, đường kính trung bình từ 5,1 đến 5,5 cm, sống xa bờ, ít bắt gặp, sinh sống ở vùng cát, vùng chiều, vùng khơi ven đảo. Sinh cảnh thích hợp là các bãi biển nhiệt đới dài, rộng có độ dốc, chỉ có cát, không có đá, nước sâu trong suốt hay có bùn mềm dưới đáy, vùng biển nhiệt đới, ôn đới, xứ lạnh của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, làm tổ ở các bãi đơn độc ven biển. Là một trong những loài quan trọng trong hệ sinh thái biển và giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu chu trình di cư của các loài trên đại dương, rùa da đã trở nên quan trọng trong các mục đích không săn bắt như tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học. Trước năm 1975, nguồn lực rùa da ở nước ta tương đối nhiều, nhưng do tình trạng ô nhiễm ở một số vùng nước ven bờ tăng nên từ năm 1975 đến nay, nguồn lợi này bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Dự đoán số lượng giảm trên 80%, chỉ còn khoảng dưới 250 cá thể trưởng thành. Trên đây là video mình muốn nói về những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. Vì các lý do săn bắt và tàn phá môi trường sống của chúng, ngày nay chúng ta phải có ý thức trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường để các loài động vật khác không phải rơi vào tình trạng báo động đỏ, làm mất cân bằng sinh thái. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like hoặc subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.